Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Việc dâng 1/10 rất là quan trọng. Tôi sẽ đặt tình với Hội Thánh. Không có người nào ăn trộm 1/10 mà người ấy sẽ mãi mãi giàu có thành phần được đâu. Trước tiên chúng ta nói đến 1/10, đó là luật của Chúa. 1/10 đó là luật của Chúa, chứ không phải là luật của giáo hội. Anh em có amen không? Anh em đã đọc rồi. Mà đã là luật của Chúa thì không nói ai cãi được. Nếu mà đã là luật của Chúa thì bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi được. Đó là luật của Chúa, không phải là luật của giáo hội, không phải là luật của Hội Thánh, cũng không phải là luật của mục sư, mà đây là luật của Chúa. Người nào làm theo luật pháp của Chúa, người ấy sẽ được luật của Chúa bảo vệ. Người nào làm theo luật của Chúa, người ấy sẽ được Chúa yêu và sẽ được thành vượng trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh chị em có nghe không? Ở trong Jeremy và ở trong Giô-suê nói gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa rời vị ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã ghi chép ở trong. Như vậy các ngươi mới được phước và được may mắn trong con đường của mình. Quyển sách luật pháp này, trong luật pháp của Chúa có rất nhiều loại luật, nhưng một trong những luật mà có trong cái thánh đó là luật nhân 1/10. Còn anh qua nghe không? Và Chúa nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa rời miệng ngươi, hãy suy ngẫm rồi làm theo, suy ngẫm rồi cẩn thận mà làm theo, thì như vậy các ngươi mới được gì? Được may mắn và được phước. Anh chị em có yêu mến Chúa không? Người nào yêu mến Chúa là phải yêu luật pháp của Chúa. Anh chị em có nghe không? Anh chị em có yêu dân tộc Việt Nam không? Anh chị em là người Việt Nam, chúng ta phải yêu dân tộc Việt Nam. Anh chị em yêu dân tộc Việt Nam thì anh chị em cũng phải yêu luôn luật pháp Việt Nam. Ôi, các bạn cứ thì chống lại luật pháp đi, rồi các bạn sẽ biết điều gì xảy ra. Còn anh ba nghe không? Người nào yêu luật pháp thì người ấy sẽ được luật pháp bảo vệ. Có đúng như vậy không? Những người vào nhà tù, vào nhà xác, nhà thương toàn là những người chống lại luật pháp thôi. Anh chị em có nghe không nào? Chống lại luật thì chắc chắn sẽ bị luật nghiền nát, bất kể người đó là ai. Kể cả những con người mà phải đất đầy quyền lực, nhưng mà không chịu làm theo luật pháp Việt Nam thì người ấy cũng sẽ bị luật nghiền nát mà thôi. Luật của Chúa còn nghiêm hơn cả luật pháp Việt Nam đấy, các bạn có đang nghe không? Luật ở đâu? Đây là luật. Và Chúa nói rằng là quyển sách luật pháp này chớ xa rời miệng ngươi. Ở trong Thi Thiên đoạn 1 có câu nói như thế này, đoạn 1 câu số 1: phước cho những kẻ không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Xong cái gì các bạn? Xong vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời, suy gẫm luật pháp đến ngày và đêm, và đêm người ấy sẽ như, người ấy sẽ như gì? Cây trồng gần giọt nước, xanh bông trái thơm thì biết, lá nó gì? Trắng hề tàn. Mọi việc người làm gì đều sẽ thành công. Không yêu những cái chuyện vớ vẩn, nhưng mà lại yêu luật pháp của Chúa và suy gẫm làm theo, người ấy sẽ như cây trồng gần giọt nước. Anh chị em suy nghĩ, ngày xưa tôi ở trong rừng, tôi sống từ ít, mỗi lần tôi bị lạc ở trong rừng chịu thua khó lắm, nhìn lên toàn tán cây, tôi chẳng thấy mặt trời đâu và không có đường, và mỗi lần như vậy tôi toàn phải leo lên cái cây cao nhất nhất và bắt đầu tôi quan sát chỉ có cây thôi, quan sát không có điều gì đến đất đâu, chỉ rừng 3 ngàn, nhưng mà tôi sẽ tìm ra được đường đi. Các bạn biết sao không? Bao giờ mà tôi nhìn thấy chỗ nào một cây mà nó cứ uốn lượn thế này, mà nó xinh lè, mà nó thành một cái vệt uốn lượn này, tôi biết ngay ở đó là có cái gì? Suối. Nước. Cây mà gần suối nó khác cái cây ở bên trên. Cây gần suối nước nó có sự sâu, sức mạnh. Cho nên Chúa nói là người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Anh chị em có nghe không? Vậy thì anh em có yêu luật của Chúa không? Luật của Chúa trong mọi luật có luật 1/10. Và luật 1/10 không phải chỉ có trong Cựu Ước, còn ấy trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu số 23, Chúa Giê-xu đã lên án các thầy thập giáo: các ngươi giữ
một phần mười, nộp một phần mười bạc hà hồi hương. Cái đó là tốt hay là không tốt? Tốt. Có nghĩa rằng nộp một phần mười trong tâm đức, Chúa Giêsu vẫn bảo vệ. Chúa nói rằng phải làm chuyện ấy, phải nộp một phần mười, nhưng phải để ý đến đời sống công chính nữa, đời sống yêu thương nữa, đời sống thương xót nữa. Đây là sự khác biệt giữa tân ước và cựu ước. Ở trong cựu ước các bạn biết không? Không cần biết lòng của anh yêu thương hay không, không cần biết có công chính hay không, miễn sao cứ nộp một phần mười là đủ rồi. Còn cái lòng gian ác cũng được, không sao, cũng giống như luật đời này nè chị. Bây giờ cứ nộp thế đi, anh làm ăn gian lận gian ác gì đó, không yêu gì đó, mặc kệ, nhưng mà cứ nộp là được rồi. Nhưng mà trong luật tân ước thì không, không những nộp một phần mười mà còn phải đầy đẩy tình yêu nữa. Không những nộp một phần mười mà phải sống một đời sống công chính nữa. Không sống, không những nộp một phần mười mà phải có một đời sống nhân từ, tha thứ cho người khác nữa. Đó là điều mà Chúa Giêsu dạy. Vậy thì nộp một phần mười có quan trọng anh chị em? Quan trọng lắm, anh chị em cứ làm đi. Nếu mà anh chị em làm thì Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất tôi nói rồi, đó là nộp một phần mười, đó là luật của Chúa. Điều thứ hai tôi nói với các bạn, dân là yêu. Các bạn ơi, các bạn ai là người đã từng mà gieo trồng bất cứ một cái gì à, người ta muốn đi gặt thì đầu tiên là người ta phải làm gì? Trồng. Các bạn có ai mà cái ngày mà người ta đi gieo đó, những người cứ đi gieo nha, con người chỉ có bằng đó giống thôi. Cái hạt giống nó ngon lắm, thích lắm nhưng mà không dám ăn đâu, để nó để gieo. Rồi người ta phải nhìn đấy, người ta phải bảo vệ cái hạt giống đấy, ta gieo. Nhưng mà khi người ta gieo á, người ta đều có một khát vọng, người ta sẽ gặp gấp bộ phần cái người ta gieo. Có đúng như vậy không anh chị em? Người ta phải hy sinh, người ta phải chờ đợi. Đấy là một người, còn người khác ấy, hạt giống có bao nhiêu là ăn hết luôn, không hy sinh, không chờ đợi, cũng chẳng ao ước một mùa vụ thu. Đấy, hai người như vậy. Thế rồi đến mùa gặt, cái người gieo ấy, người ta vui mừng ra gặt. Còn cái người không gieo ấy, cũng bảo tôi cũng đi gặt. Thì các bạn đi gặt cái gì? Có đi ăn chợ không đi? Đi mót thôi chứ. Các bạn có ăn em không? Có gieo các bạn gặt. Không gieo thì không gặt. Kinh Thánh chưa nói là gieo ít gì? Cả ít. Mà gieo nhiều gì? Cả nhiều. Chúng ta biết là khi mà chúng ta dân là cái hạt giống chúng ta gieo ra, mà chúng ta gieo ra ở đây là chúng ta gieo cái gì? Nói cụ thể cho một phần mười là gieo tiền. Các bạn có ăn nghe không? Gieo tiền thì là cái gì? Thế các bạn tưởng là tiền nó không biết xanh ngời á? Các bạn gieo vào ngân hàng thử xem. Các bạn có ăn nghe không? Các bạn này, gieo ác thì gặp gì? Đấy, rõ ràng ác nó đâu có để được đâu. Nhưng mà gieo ác thì khoát là phải gặp gì? Gặp ác. Anh chị em gieo sự nhân từ cho người khác thì anh chị em gặp gì? Anh chị em gieo bình an cho người khác thì anh chị em gặp gì? Đi làm gì? Đạt gieo bình an cho tôi. Nhưng mà có khi không gặp sự bình an từ nơi tôi đâu. Gieo tình yêu cho tôi, gieo sự bình an cho tôi, có khi tôi này làm cho Đạt đau đớn đấy. Nhưng mà Đạt sẽ nhận lấy sự bình an, nhận lấy tình yêu từ người khác, từ Thiên Chúa. Anh chị em qua mấy lớp mình gieo đấy là gieo cho được Chúa chứ đâu phải cho được người đâu. Anh chị em qua mấy không ạ? Và mình gieo đây với lòng tin ở nơi đời của Đức Chúa Trời chứ. Mình gieo thì mình sẽ gặp, mà gặp ở đây là gặp theo đường lối của Chúa. Gieo tiền thì gặp cái gì? Người gieo lúa thì gặp cái gì? Các bạn chứng minh nhé, không bao giờ gieo lúa mà gặp hạt đậu bao giờ, đúng không? Thì gieo tiền thì chắc chắn là gặp tiền chứ gì nữa. Gieo ít thì gặp ít, mà gieo nhiều thì gặp nhiều. Có điều là các bạn gieo rồi mình chờ đợi nhé. Có ai không? Mình có chân ngồi hôm nay ngày mai rồi gặp rồi không có. Các bạn là mang tiền tới ngân hàng, các bạn gửi ngân hàng xong mới được 2 ngày các bạn ra đòi tiền lời tiền lãi, người ta chửi đấy. Người ta không nhấn kêu đưa tiền lời tiền lãi, người ta phạt mình đi. Bao nhiêu thủ tục giấy tờ cuối cùng mới giao hôm nay ngày mai nó đòi, sao được? Các bạn vâng. Ở trên trời này có cái gì mà mới giao là gặp liền không?
có một hai ngày gặp có không? Có. Có. Giá đổ đó. Đấy. Gặp thì hai ngày, theo hai ngày chúng ta gặp rồi. Nhưng mà các bạn biết là cái gì mà quý, thật là quý mà gieo mà phải đợi lâu. Người ta phải lên trên núi kia kìa. Trên núi cao mấy ngàn mét ấy. Gieo trồng trên đó, 10 năm sau mới lấy. Mà một cái củ nho nhỏ của nó thôi mấy trăm triệu. Cái gì là sâu nhỉ? Anh dạy con em không? Vậy nó mới quý. Chứ có đâu mà mới đi không một đời gặp ngay. Chú bảo mình thử nhé. Nhưng mà đừng thử theo kiểu này nha các bạn. Đừng có thử hôm nay là dùng hết sức bình sinh, chú bảo thử đúng không? Rồi hôm nay con ăn hết 1/10 nhân hơn cả 1/10 nữa. Con thử con nhân. Xong rồi con về, con thử xem, đi trên đường thử xem có công điện nào hết ở đó, nhìn cái cục vàng nào đó. Rồi đi chơi một cái số đề xem là thử thêm được con. Rồi là cứ nhìn hoài, ủa sao ngày mai không thấy gì vậy? Ngày mai, ngày mai cái thủ thánh con thử xem là có ai đưa cho mình cái gì không? Có ông nào, bà nào đưa cho mình cái báo thư nào không? Ôi, không có thử kiểu đó. Giờ cây Chúa thì gặp lại lấy Chúa đấy kìa. Mà gặp lúc nào đó là chuyện của Chúa. Anh em con nghe không? Mình gieo đây là mình gieo trái. Gieo thì được tin với Chúa. Anh chị em con nghe không ạ? Đừng bao giờ, khi gieo rồi là gieo cho Chúa, dâng rồi là dâng cho Chúa. Không bao giờ mơ tưởng đến nữa, quên nó đi. Đến một ngày Chúa cho chúng ta gặp bồ thu luôn. Đó là sự thật của cuộc đời tôi và hàng triệu người trên thế giới này. Dân là sung sướng lắm đấy chị em, có mà dân là tuyệt vời đấy. Cho nên chúng ta đừng có thử Chúa theo cái cách mà không có hiểu biết. Anh em con em mà Chúa cho mình thử nhưng mà đừng thử theo cách đó. Và dân là yêu. Bây giờ tôi nói đến phần thứ ba, dân là yêu. Anh chị em có yêu Chúa? Yeah. Anh chị em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Yêu đôi lứa. Nó đây các bạn tự nhiên các bạn nó thở hả? Nếu mà mình mà đã không yêu, không muốn chồng đi từ xa đã ghét. Nếu mà đã yêu rồi không biết đi yêu thì cho rất nhiều. Anh chị không có nghe không? Anh đời mà còn có cái bài hát về cái yêu thì cho rất nhiều. Không. Bạn đừng có nói câu thứ hai. Đôi khi nói câu chích 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 câu đó thôi. Người ta buồn nên người ta nói vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói cái cảnh yêu thôi. Tại vì cái người kia yêu lầm. Yêu lầm cho nên mới không nhận bao nhiêu. Anh chị có nghe không? Ngày xưa không biết yêu, suốt ngày đi dâng cho chùa thiền, đói cũng dâng hết cơ, có yêu đâu. Nhưng mà không có tiền, nhà nghèo cũng mang lên dâng chùa thiền gì đó bao nhiêu người. Các bạn nói là khi yêu cho rất nhiều mà khi nhận chẳng có bao nhiêu cũng đúng luôn. Đấy, yêu lầm chứ nó nhận được sao được. Yêu lầm mà làm sao có đâu mà nhận thiền nữa. Các bạn có amen không? Nhưng mà yêu Chúa là đúng hay không? Các bạn trả lời nhỏ. Yêu Chúa là đúng chó rồi. Đặt thân để yêu vào Chúa đi. Anh chị em có nghe không ạ? Chúa không bao giờ thiền hết á. Chúa là tất cả. Tại sao mà chúng ta tận hiến được Chúa? Tại sao mà tận hiến được? Bởi vì Chúa yêu quá mà. Cho hết. Cuộc đời tôi từ ngày mà tôi phát hiện ra Chúa thì bây giờ tôi bỏ hết. Tất cả mọi sự, cái gì của tôi là của Chúa hết, chứ không phải của tôi nữa. Cho nên yêu là sẽ dâng. Anh chị em, amen mà. Dâng là yêu. Người nào mà còn so đo với Chúa thì hãy suy nghĩ lại đi. Mình so đo với Chúa là Chúa tính với mình đấy. Cái người chị em mà tôi vừa nói đấy, cô tuyệt vời, cô là một người phải nói là chân nhân, cỡ lớn, học thức, nhưng mà yêu với Chúa vô cùng. Cô nói, cô kể lại câu chuyện mà các chị em nó làm ăn rất là lớn. Chị em kể câu chuyện một xưa ấy, em nhiều khi Chúa cho em mà em cúng đủ tay chân luôn đấy. Có nghĩa là mới cầu nguyện xong là Chúa là thế, Chúa đã lời đi thì phép lạ xảy ra. Thế là một ông mục sư kia, chứ mà tôi một ông mục sư kia
tâm sự với ông mục sư đó, ông mục sư bảo đó, thì có gì đâu, tại vì em nhanh nhẹn với Chúa, em đời đồng với Chúa thì Chúa nhanh nhẹn với em. Vậy nên Chúa mà công việc của Chúa nghe nói có cái gì một cái là cô đang xả vào liền. Ê chị em nhớ không? Đang xả vào liền, hy sinh hết tiền bạc công sức thì đó là bỏ, mà một người doanh nhân rất là lớn, bỏ hết công việc đi bốn ba đi tìm kiếm, đi cứu người, đi làm chứng, đi giải cứu đấy anh em. Thế cho nên là ông sư bảo tại vì em nhanh nhẹn với Chúa, Chúa nhanh nhẹn với em, tại vì em đời đồng với Chúa thì Chúa đời đồng với em. Anh em có nghe không? Chặt nhà không tốt đâu, nói thật với anh chị em, thì Chúa biết cái lòng của mình hết. Những lúc mà mình ngồi trong nhà tính toán này có nên tên hay không, Chúa biết đấy, nó buồn lắm đấy. Anh chị em có nghe không? Tính với Chúa thì Chúa tính như mình thôi, phải con người không tính toán với ta, mà con cũng tính về con yêu ta nhiêu. Anh chị em có nghe không? Chân với Chúa không bao giờ thiệt đâu. Nói thật các bạn, đến cả cuộc đời của Chúa không bao giờ thiệt, cả cuộc đời là thân xác mình luôn. Vậy nên con người ta là người đời, người ta bảo là dâng chứng cho ác, nhưng mà cho Chúa tuyệt vời, Chúa là không sai lầm, cả yêu thì với nhân. Anh chị em có nghe không? Người đàn bà quá hai đầu số thôi, Chúa ngủ Chúa quan sát cái tiền dân như vậy nè, để đây mà Chúa đứng dưới dòng và nên là dân Chúa nhỏ. Tức là anh chị em, Chúa có thiếu gì không? Không. Vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Anh chị em có men không? Nếu mà Chúa dòm như vậy thì có phải Chúa tò mò, Chúa muốn xem cái lòng của người ta ra làm sao đấy. Bây giờ tôi hỏi chị em, lúc mà Chúa, anh chị em dân ở đây, Chúa có nhìn? Có. Giờ Chúa còn thấy như ngày xưa đâu. Nhưng mà Chúa có đang hiện diện đâu hồi tháng chưa? Cái lúc mà anh chị em tính toán với Chúa ở nhà, đi đường cũng tính toán, nó chẳng có mấy đồng xu mà tính của ai. Tính với người ta chưa đủ sao? Tính với Chúa là thiệt đấy. Đừng có tính, anh chị em có may không? Tôi là dân mà Chúa cho tôi là tôi tạ ơn Chúa thì còn có mà dân. Dân là gieo, dân là gieo mà, dân là đợi cái ngày mà Chúa đổ rồi. Tức là tôi đánh một cái nguyện, tôi nghèo lắm, nghĩa là sau khi tôi đã làm bao nhiêu lần là giàu có tỷ phú rồi, thì lúc mà tôi thất bại rồi đó, thì tôi ở đó, cái bà kia bà cho tôi một miếng đất. Nên đất đó là 4m, 20m. Ở cái thành phố mà cho một cái lô đất 4m, 20m là cũng như thấy cô chú tốt bụng á, tôi cho cái cắt cho bà là nhiều đất lắm, là ngay một đám á. Mà lúc đó thì tôi còn khó khăn lắm, cái tôi cắt một nửa tôi bán, còn một nửa cất một căn nhà lại, một nửa tôi bán được một cây vàng, đất ở đó rẻ, một cây vàng đó tôi cứ trả nợ 7 chỉ. Thế còn 3 chỉ bắt đầu tôi tính nè. Tôi tính nè, tôi tính lắm. Nhất là khi mình đang khó khăn thì mình tính ghê lắm đấy chứ. À, tôi bán đi 1 chỉ, tôi lấy 1/10 của 3 chỉ đó. Mà đúng được của nó là mình lấy 1/10 của cái gì? 10 chỉ. Của 1 cây. Nhưng tôi nói Chúa này, Chúa ơi, Chúa thông cảm, bằng cảnh con còn khó khăn, Chú biết mà con còn mắc nợ. Đấy, cái này là cái chết của tôi mà lúc tôi không biết. Tôi nói anh chị em, cứ tính theo cách của mình mà. Đấy, xong rồi bảo Chú thông cảm cho con. Đấy, con dâng 1/10 của 3 chỉ thôi. Thế là tôi mang 2 chỉ mấy còn lại, tôi giấu xuống dưới cái chỗ của tôi đấy. Tôi đi bộ. Tôi đi được cỡ khoảng 700m. Thì tôi không biết tại sao mà tôi lại quay trở về. Nghĩ sao đó, tôi lại lấy 1 chỉ nữa, tôi bỏ vào trong túi. Thì nó cũng chẳng biết tại sao mà bỏ vào đó nữa. Rồi đi tới phường Chúa, cái hộp thánh được 8 bây giờ đấy chị em. Đó, ngày đó không phải nhà của tôi đâu, ngày đó là nhà của hộp thánh Calais. Về sau này Chúa cho tôi lại đủ thứ đấy. Sau cái trận dân hiến này nè, mà Chúa cho tôi lại, nó đã không có chỗ chứa rồi. Đó, tôi mới đến giờ dân hiến, tôi dân 1/10 của 3 chỉ. Xong rồi tôi đi xuống, tôi đứng đâu phải cánh thờ phượng, cái thùng dân hiến tại đất vào trong rồi. Tự nhiên có cái tiếng nói trong cái tư tưởng của tôi đấy, Hồng ơi, bao giờ thì con cũng quyết định để nhận phước của ta. Tôi không hiểu tại sao, tôi hiểu ra vấn đề. Nó con hiểu là Chúa đừng nói nữa. Đi từ đó tôi đi lên, tôi tìm cái thùng dân hiến. Bắt đầu bỏ vào cái phòng trăm lần, tôi đi vào phòng trăm, tôi lấy 1 chỉ ra, tôi đúc vào đó. Anh chị em ơi, tự nhiên nhá, hai cảm giác lẫn lộn.
Hằng ngày hôm đó tôi cứ sống như trên mây. Buổi cái buổi thờ phượng đó mà tôi đủ thứ cảm giác chứ. Lúc mà cái xác thịt nó nghĩ là tôi tăng cây vàng rời nhà còn có chỉ mấy. Một cái dòng tư tưởng như vậy. Rồi một cái dòng tư tưởng nữa thì lúc mà Chúa thăm viếng mình sung sướng. Sung sướng lắm. Tự nhiên mình cũng cảm nhận như mình làm được một chút lần đầu tiên trong đời. Làm được một chuyện gì có ích cho Chúa đấy. Lúc đó tôi còn mới tin Chúa mà. Tôi sung sướng lắm. Lúc đi về thì tôi và hồi thánh của nó là rất là nghèo. Mà hồi thánh có mười mấy người thôi. Hồi thánh ở đó không phải của hồi thánh của không phải của tôi. Hồi thánh của cái lúc mà hồi thánh mấy cái người nhân sự được đến tìm. Wow, hôm nay hồi thánh mình có ai được phước ghê. Dân thắng của chị về. Nên lúc đó là tại vì ít người mà nhân viên tôi sung sướng lắm. Tôi thử Chúa. Nhưng mà trong lòng tôi đó, tôi không có thử như cái kiểu mà và như nãy tôi nói là tôi cứ gây hết thôi. Tôi nói con tin rằng con cứ làm đúng lời Chúa thôi. Đấy. Con tin là Chúa biết lòng của con, Chúa biết. Và thế thì hồi nãy ấy, tôi bảo là Chúa thông cảm, Chúa biết con còn nghèo. Thì bây giờ tôi dâng xong rồi tôi nói Chúa cũng biết hết mà. Chúa biết lòng con mà. Tuy là như vậy nhưng mà con sẽ yêu Chúa. Con nguyện với Chúa là nếu con mà giàu có thì con cả cuộc đời con thuộc về Chúa và con dâng lên Chúa không thôi. Anh chị em một thời gian xong. Tôi nói cho em một thời gian xong mà cái câu chuyện mà tôi nói hồi thánh được đọc. Phước hạnh của Chúa nó đổi với mức độ nó không thể tưởng tượng được nữa. Không thể tưởng tượng được ở trên bình hòa đấy. Ở trên bình hòa tôi cũng cầu nguyện. Tôi dâng xong rồi tôi mới cầu nguyện. Tôi nói Chúa ơi, cái phước hạnh của Chúa quá nhiều mà con thì hiện không có bao nhiêu. Ngài thì quá giàu còn con thì quá nghèo. Ngài thì quá vinh hiển và thánh khiết còn con thì quá tệ đi. Chúa ơi, chỉ cho con biết con phải làm gì. Con phải làm gì để con có thể nhận được điều ấy. Con của cha thì phải giống cha. Con sống nghèo khổ như thế này, tối tăm như thế này thì con làm tối danh Chúa thôi. Con không làm sao thế Ngài được. Thì Chúa xin Chúa giúp con đi để con có thể giống Ngài. Tôi cứ cầu nguyện như vậy anh chị em ơi. Mấy tháng trường luôn á. Tôi không có cầu nguyện đâu, tôi cứ bị luật là Chúa chỉ lấy con đi. Mọi người nói nhiều quá, người thì nói là vậy, người nói là kia. Người nói là vậy, con không biết đường nào mà con làm. Xin Chúa chỉ cho con cứ vậy thôi. Và tự nhiên có một tiếng nói nữa. Tôi cầu nguyện mấy tháng từ Chúa mới chịu nói đó anh chị em. Không phải tôi nói liền đâu. Tin xin thì được, tin thì gặp. Nhưng mà tin phải hết lòng mà chị em có nghe đâu. Tin không phải không đâu, phải dễ đâu. Đừng nói bùa, đừng nói Chúa. Tin hết lòng mà tin. Tin nay cũng được thì mai tin tiếp. Anh chị em có nghe đâu. Chứ đâu phải tin giống như là cái người thất nghiệp ngồi kia đâu mà đến lúc nào có mặt ở đó. Chúa còn thử lòng mình xem mình có hết lòng để tin không đấy. Anh chị em có nghe không phải là xin là đường hay đâu. Xin đi đường tìm thì gặp gõ thì mở. Đây là câu này nhiều tôi lúc nhân chết vì câu này đấy. Xin không được tìm không gặp gõ không mở là ngày mai thôi không cần Chúa nữa. Bạn tiền đánh tiền Chúa luôn đi cho chùa. Chết câu chuyện đó. Phải hiểu. Hiểu lời Chúa là xin thì phải hết lòng mà xin. Anh chị em có amen không? Amen. Xin phải kiên nhẫn chứ. Bây giờ con mình ấy, nó 2-3 tuổi nó xin cái gì mà cha mẹ thử nó chưa cho nó. Em ơi, nó bảo nó tốt thèm chơi với cha mẹ nữa. Cha mẹ là không có yêu nó bỏ cha mẹ nó đi theo một người khác vì nó đi bụi đời. Anh chị em thấy con nó là con gì? Con nó là con, đúng là con hoang đàn. Con nó không ngon. Giờ chúng ta nhất quán không phải là con như vậy. Xin nếu mà Chúa chưa cho, amen. Anh chị em, Chúa chưa cho mà amen mới là tuyệt vời đấy. Anh chị em có amen không? Chúa cho là amen. Đi làm chứng. Ông sợ hết chứng đất chứng thơ. Chúa không cho mà đi hồ thánh. Vẫn cứ vui. Vẫn cứ yêu đến Chúa. Chúa biết ôi ta thử nó. Chúa nói ta thử con ta. Ôi nhưng mà nó không được. Nhưng mà nó vẫn yêu ta. Nó không được mà nó vẫn tôn kính ta. Còn nói thật với các bạn. Thì con người rồi biết thử được với Chúa nghe. Chúa bảo thử đây. Thử phải để ý cả cái thử này nữa đấy nha. Chúa bảo các người dân, các ngươi thử thì ta cho các ngươi thử đấy. Mình thử Chúa cũng thử mình đấy. Chúa luyện như luyện bạc, thử như thử vàng mà anh em qua mê đâu. Đừng nói lỗ phải là gì của mình thử đâu. Mình thử rồi Chúa cũng thử mình luôn. Không cho thử cho nó là sao? Chưa cho thử xem như nào. Và cơ đốc nhân trưởng thành hay không ở cái chỗ này. Cho nên anh chị em có yêu Chúa không? Anh chị em yêu Chúa thì mình nâng tất cả những gì cho Chúa không thiệt đâu. Anh chị em có nghe không? Không thiệt đâu. Không bao giờ thiệt. Mình dâng xong rồi về nhà. Anh chị em xin đi đi.
một nhà nghèo, một cái bạn bây giờ xoay qua tôi lại còn cái gì mấy có mấy ngày sau hết tiêu. Hết tiêu nhưng mà tôi biết rằng tôi có một cái gọi là cổ phần rất lớn ở trong Chúa. Bạn dành qua mẹ đó, hết là phải lớn, đừng có từ đời thì hết, nhưng Chúa cũng có hết. Nó sẽ lớn lên, nó sẽ trưởng thành. Gieo cái hạt giống ra ngoài, một vùng lúa mang ra ngoài dân, người ta bảo hết, hết là sao được. Nó còn đầy ngoài kia kia, mang bố nó trở lên nữa, thằng vợ lúa. Anh em coi mẹ đó, nó sao mà hết được, ăn mới là hết. Các bạn có ăn mẹ đó. Chứ giờ làm sao mà hết, dân cho Chúa mà còn làm sao mà hết được. Dân cho con người gặp thiệt với dân cho Chúa không bao giờ thiệt đâu. Cho người ta mượn á, bao giờ nó giật đấy. Cho Chúa mượn không bao giờ lỗ đâu. Chúa bảo cho đứa trẻ một ly nước thì cho Chúa anh mượn mà. Anh chị em con nghe nó. Tiếp tục dân như mà làm bài của Chúa sẽ cho chúng ta được phước. Rồi, cái cuối cùng của tôi nói với các bạn, dân là giàu. Dân là giàu. Chứ nói là các ngươi thử đi, chắc ta có mở các cửa trên trời đổ có mẹ đến nỗi không chỗ chứa chăng. Người nào biết tích lũy, người nào biết dân, người nào biết gieo nhiều thì người đó sẽ là nhiều. Người nào biết tích lũy gửi vào ngân hàng nhiều, ngân hàng thiên đàng thôi nhé. Còn ngân hàng ở đời này có chừng cũng có ngày nó phá sản đấy. Có cái gì chắc chắn ở cái đời này đấy các bạn. Dân gửi ngân hàng ở đời này mà cuối cùng kinh tặc nó cũng lấy mất tiền đi, ngân hàng phá sản. Nhưng mà gửi được ngân hàng của Chúa thì không bao giờ mất đâu. Cho nên là dân là giàu. Các bạn phải hiểu theo nghĩa của nó, đừng nói dân là mất. Cái người không hiểu ý nghĩa nói dân là mất, hôm nay tự nhiên đi làm Chúa cho được 1 triệu, tự nhiên dân mất 100. Sao mất? Người Chúa mà mất. Nhiều người nó không có hiểu. Cho nên từ cái từ ngữ mà chúng ta nói như vậy chúng ta sẽ mất phước. Anh em có nghe không? Được cho nghĩa là một phước hạnh cho chúng ta ấy. Tôi nói với các bạn, Chúa mà cho chúng ta có mà dân chứ. Anh em có nghe không? Muốn là tôi phải dân cho trân trọng. Trân trọng không? Anh chị em chưa thấy đâu. 1 triệu trong một buổi. Các bạn có biết những doanh nhân cỡ lớn ngày nay có khi một người ta dân bao nhiêu? Người ta có thể được phước 100 tỷ. Người ta đối với người ta 100 tỷ trên bao nhiêu tỷ? Bao nhiêu tỷ? Vậy đấy. Vậy mà người ta vẫn sân. Người ta biết rõ khi người ta dân thì người ta sẽ tiếp tục, không phải chỉ có 100 tỷ mà người ta có 1.000 tỷ trong đó. Nhưng mà là mất. Đừng có nhìn vào cái dân ra. Cái dân là cái đầu tư. Anh chị em có nghe không? Cái phần này là cái phần đầu tư vào thiên đàng. Cái phần này là phần gieo. Phần này là cái phần gửi vào thiên đàng và ngân hàng của Chúa. Ngày nó sản sinh ra cho chúng ta. Còn đừng bao giờ dùng cái từ dân là mất. Đừng bao giờ dân mất. Đừng bao giờ nói như vậy thì chúng ta sẽ không có được phước từ nơi Chúa. Hết lòng mà vui mừng mà dân cho Chúa. Anh chị em có nghe không? Anh em có sẵn sàng nói là tôi là người dân hiến không? Tôi là người làm phép thuật của Chúa. Tôi là người yêu Chúa. Để các bạn nói nhé. Tôi tôn trọng luật của Chúa. Tôi tôn trọng